huấn luyện viên Park Hang-seo có chiến thắng đầu tiên trên cương vị đặc biệt, mở đường cho kế hoạch lớn. Đội bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo làm cố vấn cấp cao đã giành chiến thắng ấn tượng trong ngày khai mạc giải hạng nhì 2024. Với những đầu tư mạnh mẽ trước thềm mùa giải hạng nhì 2024, câu lạc bộ Bắc Ninh nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Đội bóng xứ Kinh Bắc đã ký hợp đồng với hai nhà cầm quân nổi tiếng là Park Hang-seo, vị trí cố vấn cấp cao, và Ngô Quang Trường, vị trí huấn luyện viên trưởng, đồng thời chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng. Trong trận ra quân, Bắc Ninh làm khách trên sân của PVF, đội bóng có mùa giải thứ 5 tại giải hạng nhì. Đội khách sớm mở tỷ số chỉ sau 14 phút. Từ quả phát bóng của thủ môn Văn Hùng, Trọng Sơn băng lên lốp bóng qua đầu thủ môn PVF, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn trước. Cuối hiệp 1, tỷ số được nâng lên 2-0. Lần này, các cầu thủ Bắc Ninh đã có một tình huống phối hợp đẹp mắt. Bóng được đưa đến sát vòng cấm PVF sau một loạt đường chuyền nhuần nhuyễn. Ở pha xử lý quyết định, Trọng Sơn vẫy bóng tinh tế đưa Hồng Sơn vào thế đối mặt thủ môn. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam dễ dàng lập công với cú dứt điểm nhẹ nhàng. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng trận đấu, Bắc Ninh khởi đầu suôn sẻ tại giải hạng nhì 2024. Thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường tạm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng đang thi đấu ít hơn 3 đội xếp trên một trận. Dù vẫn còn những điểm cần cải thiện, đội chủ sân Từ Sơn đã cho thấy quyết tâm thực hiện mục tiêu thăng hạng. Trận tiếp theo vào ngày 7 tháng 4, Bắc Ninh sẽ được trở về sân nhà đón tiếp Trẻ Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.